Xin chào anh em nha. Trả lời kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Shibura nha anh em. Đây, con này còn zin nguyên bản luôn. Con này là Shibura N844 nha anh em. Đây, ốc tán đồ bên Nhật người ta chấm nước sơn niêm phong hết rồi. Con này là N844. Thông số nó là 2.216 lít nha anh em. Đây, nước sơn ơi. Con này có bơm dầu phụ nè. Con này tắt điện được, tắt cơ được nha. Nó sao bánh đà nó đây. Đó, cái cụ đề của nó là Denso nha anh em, da băng. Rồi, con này mã số nó là 421 nha anh em. Rồi, đem test cho nó chạy thứ ơi. Nó chạy rất liền luôn. Em chưa có vệ sinh nè, dơ nè. Con này là hơi hám nó là ok. Nhớt bơm nó đầy đủ nha anh em. Rồi, con này tắt cơ là tắt ở đây. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Đó, anh em nào không cần xài hai cái lốc lạnh này thì em gỡ từ đây tới ra nha. Thấy nè. Là cái máy nó cũng gọn, còn rất là gọn, tại nó gắn hai cái lốc lạnh vô giờ em thấy nó bự vậy đó. Còn anh em nào có nhu cầu có lốc lạnh thì em để luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con này thì alo em nha. Rồi, em xin cảm ơn.